chào tất cả các bạn. Tôi là Phạm Văn Đức, nhà ở Văn Quán. Rồi tôi mới đặt mua chiếc Farin của VinFast bản Pay. Và theo cái bản Pay thì nó thiếu một số chức năng cơ bản, nên là tôi cũng đã tìm hiểu trên mạng và biết được đến West Vision M39X. Thì trên cái West Vision M39X này nó trang bị rất nhiều các tính năng cần thiết cho bác tài, ví dụ như là định vị xe, có bản đồ map, và đặc biệt là có cái hỗ trợ cảnh báo làn đường. Và trong quá trình lắp đặt sử dụng thì tôi thấy là nhân viên của hãng là cũng là chăm sóc tư vấn cho khách hàng rất nhiệt tình. Và trong quá trình sử dụng thì cũng có cái chế độ bảo hành 7 ngày dùng thử, và nếu có vấn đề gì thì sẽ hãng sẽ hỗ trợ tất cả các khách hàng khi lắp đặt cái thống kết dùng M39X. Vâng, ok, xin cảm ơn anh. Và cảm ơn anh đã lựa chọn West Vision là người bạn đồng hành trên từng cung đường, và chúc anh lái xe an toàn và gặp nhiều may mắn ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh.